phiên bản cao cấp này các bác ơi. Đấy, Z9 GTS61 các bác nhá. GTS61 này. Đấy, các bác có thể nhìn cái màu của chiếc bếp này. Cái màu này nó là cái kiểu màu phớt hồng các bác. Đây, nó pha lẫn hai màu các bác nhá. Nó pha lẫn hai màu này. Màu phía trên là màu sữa kem mà mật. Cái màu phía dưới này là màu phớt hồng. Đấy, màu phớt hồng này. Đấy, rất là đẹp. Một cái sự pha trộn màu sắc cực kỳ độc đáo của phiên bản GTS61 các bác nhá. Đây này, các bác nhìn này, GTS61 phiên bản cao cấp. Đấy, phiên bản cao cấp, cái sự pha trộn màu cực kỳ tuyệt vời các bác ạ. Đấy, con này mặt phía trên của nó là mặt kính phủ kim tuyến các bác nhá. Mặt kính phủ kim tuyến. Vâng, một phiên bản cao cấp em sẽ giới thiệu trong video buổi sáng ngày hôm nay ạ. GTS61 phiên bản cao cấp của Z9 các bác nhá. Con này có riêng nó một đồng hồ, một mình bếp nấu, một đồng hồ hẹn giờ, một mình bếp nướng, một đồng hồ hẹn giờ ạ. Vâng, các bác đang xem video ở trên kênh Hàng Nhật Bãi Giá Rẻ Em Mai. Các bác ủng hộ cho em một đăng ký kênh, ủng hộ cho em một lượt like các bác nhé. Vâng, em sẽ chia sẻ chi tiết chiếc bếp này cho các bác xem. Đầu tiên là em sẽ bật lửa cho các bác này. Đấy, lửa của bếp Nhật nói chung và của chiếc bếp này rất là xanh. Vừa xanh vừa đẹp các bác nhé. Rất là xanh. Lửa xanh thì có một cái ưu điểm đó là không đen nồi và tiết kiệm ga. Đó là những cái ưu điểm mà chỉ có bếp Nhật mới có thôi. Để em đặt một cái nồi lên để em test cho các bác thấy cái tính năng tiếp theo của bếp, đó là tính năng an toàn và chống cháy nồi, chống cháy nổ, chống rò rỉ ga, cực kỳ tuyệt vời. Đấy, em sẽ test qua cái chức năng đó trước, sau đó thì em sẽ giới thiệu những cái tính năng cơ bản của bếp. Bên này thì em sẽ tắt, em sẽ thổi tắt lửa đi các bác nhé. Em thổi tắt lửa đi để em test cái tính năng là gió thổi tắt lửa khóa ga và để cho các bác thấy được cái sự an toàn tuyệt đối khi các bác dùng cái chiếc bếp này ạ. Dung ơi, kéo một chiếc cái máy lửa ra. Các bác chờ một chút, em lấy cái máy lửa xong đó em sẽ test cho các bác xem nhá. Đây, đã khóa ga rồi các bác này. Khóa ga là nó sẽ thông báo như thế này ạ. Rồi, cảm ơn em. Đây, khóa ga này các bác này. Đây, khóa ga nhá các bác ơi. Bên này thì nhiệt độ cao là nó cũng đã tắt lửa rồi các bác nhá. Nó đã tắt lửa rồi đây này. Đó là cái tính năng mà tự động tắt lửa khi nồi cạn nước các bác nhá. Khóa ga. Khóa ga. Rất là an toàn. Cực kỳ an toàn các bác nhé. Màu sắc siêu đẹp này các bác này. Màu sắc không có điểm gì để chê các bác ơi. Đấy, một sự phối màu cực kỳ tuyệt vời. Đấy, cực kỳ tuyệt vời các bác nhé. Rồi, bây giờ thì em sẽ test các cái tính năng hiện đại của chiếc bếp này. Đầu tiên là tính năng nấu nước sôi 5 phút thì tự tắt. Tính năng tự động nấu nước. Và tính năng đây là phím 3S này các bác này. Nhấn và giữ 3 giây thì đèn nó sẽ sáng. Và khi đèn sáng là các bác sẽ tắt đi, các bác sẽ nấu lửa to liên tục. Đấy, mình sẽ nấu lửa to liên tục khi mà mình nhấn lửa cái nốt này. Khi mình rang đồ khô thì mình cũng sẽ ấn cái nốt này để cho bếp nó không tắt các bác nhé. Có thể điều chỉnh được nhiệt độ 200, 160 và 180. 160 và 180 các bác. Các bác muốn nấu ở nhiệt độ nào thì các bác cho đèn sáng ở nhiệt độ đó. Phiên bản này nó có một cái ưu điểm nữa chính là ở cái lò nướng các bác nhá. Khay nướng của nó là khay nướng tiêu chuẩn này các bác này. Nó có chế độ nướng cá và nướng thịt riêng các bác nhá. Nướng cá và nướng thịt riêng. Tại khi mà em chọn chế độ thì ở đây nó sẽ tự điều chỉnh lửa này các bác này. Nó sẽ tự điều chỉnh lửa các bác nhá. Đấy, đó là cái phiên bản cao cấp và chỉ có người Nhật thì họ mới thông minh đến cái mức độ là cài đặt được cả nhiệt độ tuyệt vời nhất cho cái món nướng của họ thôi. Vì họ rất là thích món nướng các bác ạ. Đây chính là ưu điểm của cái phiên bản GTS61. Chỉ có GTS61 thì nó mới có thôi các bác nhá. Con này thì hẹn giờ khay nướng. Hẹn giờ khay nướng là 15 phút các bác nhé. Đấy, phiên bản này thì hẹn giờ khay nướng là 15 phút. Và em sẽ test luôn. Đấy, khay nướng này các bác nhìn cái khay nướng nó đẹp long lanh luôn. Nó không khác bếp mới cái gì đâu các bác ạ. Khay nướng long lanh luôn. Đây, khoang nướng 2 tầng lửa các bác nhé. Khoang nướng là 2 tầng lửa này các bác này. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp các bác nhé. Bên này thì riêng nó một đồng hồ hẹn giờ ạ.
tự động nấu cơm, tự động nấu cháo này các bác này. Nó sẽ có chế độ tự động nấu cơm, cháo các bác nấu ở chế độ nào thì các bác cho đèn sáng các bác nhé. Còn đồng hồ hẹn giờ của bếp nấu thì sẽ tối đa 90 phút các bác ạ. Riêng cái dòng Zinai thì tất cả đều hẹn giờ bếp nấu là 90 phút các bác nhé. Và phiên bản cao cấp GTS 61 này các bác này, màu sắc quá đẹp luôn, màu sắc quá đẹp luôn các bác ạ. Bác nào mà yêu thích cái màu sắc này, thì hãy liên hệ với em để sở hữu luôn các bác nhé, để sở hữu các bác nhé. Con này em bán 5.200.000 đồng mẫu này ạ, 5.200.000 đồng các bác nhé. Bác nào mà yêu thích thì hãy liên hệ ngay với em. Vâng, em xin tạm dừng video và hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.